trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn, Iran tuyên bố ớn lạnh. Iran ra tuyên bố mới về việc đáp trả Israel. Nghị sĩ Mỹ tới thăm Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Nga trình làng 300 mẫu vũ khí trang bị mới tại diễn đàn AMI 2024. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các quan chức Mỹ vừa qua cảnh báo Israel về việc Iran có khả năng sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel trong những ngày tới. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, UNSC, sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc xung đột của Israel sau vụ tấn công vào một trường học ở thành phố Gaza khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng. Đây sẽ là phiên họp đặc biệt thứ 24 của UNSC kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Mỹ và một số nước phương Tây đã khuyến khích Israel tiếp tục các tội ác của mình ở Gaza thông qua sự thờ ơ và ủng hộ. Hamas thì kêu gọi Mỹ, Qatar và Ai Cập đệ trình một kế hoạch thực hiện đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra, thay vì tổ chức nhiều vòng đàm phán hơn và thảo luận về các đề xuất mới cho Gaza. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ và nhấn mạnh rằng ông Blinken cần tiếp tục gây sức ép lên Israel để đảm bảo lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italia và Vương quốc Anh đã kêu gọi Iran giảm bớt các mối đe dọa về hành động trả đũa chống lại Israel sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas là ông Ismail Haniyeh ở Tehran và chỉ huy Hezbollah là ông Fuad Suk ở Beirut. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tái khẳng định quyền đáp trả những kẻ xâm lược của Iran và cho biết đất nước ông sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực lệnh trừng phạt và bắt nạt. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Nas Kanani, nói ba nước Đức, Pháp và Anh không có bất kỳ sự phản đối nào với tội ác của Israel, cùng lúc kêu gọi Tehran không phản ứng với việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông Kanani nói thêm, Tehran đã hạ quyết tâm trước Israel, đồng thời kêu gọi Paris, Berlin và London một lần nữa đứng lên chống lại cuộc xung đột ở giải Gaza và sự hiếu chiến của Israel. Ông Kanani nhận định việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không hành động, cộng thêm sự hỗ trợ chính trị và quân sự rộng rãi của các chính phủ phương Tây đối với Israel là những yếu tố chính dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Gaza lan rộng ra khu vực. Cố vấn phụ trách truyền thông trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẽ phản ứng có chừng mực với vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, Cố vấn Ali Asghar Safiyan nêu rõ có lẽ vào 40 năm trước, một số hành động của Iran xuất phát từ sự kích động và cảm xúc, nhưng hiện tại, Tehran sẽ phản ứng theo cách chín chắn. Theo ông Safiyan, phản ứng của Tehran sẽ không giống như cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ hồi tháng 4 vừa qua. Lưu ý rằng, Ám sát thủ lĩnh Haniye là một nhiệm vụ dựa trên thông tin tình báo nên phản ứng của Iran sẽ có bản chất tương tự và ở mức độ tương tự. Một thành viên quốc hội Iran có quan hệ với lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại quốc gia này đã nói với Washington Post rằng Tehran sẽ phản ứng hạn chế để tránh gia tăng xung đột. Một nguồn tin khác từ Liban có quan hệ với phong trào Hezbollah cho biết Iran lo ngại Israel và Mỹ có thể tấn công chương trình hạt nhân của họ để vô hiệu hóa khả năng gian đe bằng vũ khí hạt nhân của Tehran. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đang có những thông tin cảnh báo về việc Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Israel trong những ngày tới để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Haniye ở thủ đô Tehran hồi cuối tháng 7. Cộng đồng quốc tế lo ngại cuộc tấn công tiềm tàng này có nguy cơ đẩy cả khu vực Trung Đông vào xung đột toàn diện. Quyền Ngoại trưởng Iran Ai Bagri Kani đã tuyên bố Tehran có quyền đáp trả thích đáng và gian đe đối với Israel để đảm bảo ổn định khu vực, trong khi Israel cũng khẳng định sẵn sàng đáp trả theo cách chưa từng có trước đây. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho hay đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeff Flake nói rằng chúng tôi yêu cầu tất cả các đồng minh có bất kỳ mối quan hệ nào với Iran thuyết phục họ giảm gia tăng căng thẳng, trong đó có Ankara. Về phía Israel, theo đài phát thanh quân đội Israel dẫn các nguồn tin chính phủ nước này, trong những ngày gần đây, Israel đã truyền tải thông điệp tới Mỹ và một số nước châu Âu rằng bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào từ phía Iran sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran, bất chấp kết quả có ra sao. Tel Aviv nhấn mạnh họ kiên quyết tấn công Iran ngay cả khi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Tehran không gây ra bất kỳ thương vong nào cho Israel. Thông điệp này được cho là nhằm mục đích tránh sức ép từ cộng đồng quốc tế nhằm tránh phản ứng mạnh mẽ trước một cuộc tấn công của Iran. Quân đội Israel trong những ngày qua đã tăng cường hoạt động tuần tra quân sự và triển khai thêm lực lượng, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và máy bay không người lái. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi đã cùng Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng cục tình báo, Tổng cục tác chiến, Hội đồng tham mưu trưởng, lãnh đạo các bộ tư lệnh trực thuộc đánh giá tình hình và phê chuẩn kế hoạch tác chiến ở nhiều mặt trận. Thông cáo của IDF cho biết, Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh quân đội cần duy trì mức sẵn sàng tác chiến cao và nỗ lực chuẩn bị cho cả tấn công lẫn phòng thủ. Trước đó, nguồn tin khu vực Trung Đông tiết lộ với đài Fox rằng Iran có thể tấn công Israel chung với lễ Tisabaf của người Do Thái. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể tấn công Israel vì lo ngại xảy ra cuộc tấn công mới. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết cuộc tấn công có thể diễn ra trong tuần này. Tuy nhiên, Ông Kirby vẫn chưa rõ chính xác thời gian diễn ra. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thông tin, Mỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời cam kết bảo vệ Israel bằng cách điều động thêm nhiều tài sản quân sự đến khu vực này nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Iran cùng đồng minh thời gian qua nhiều lần công khai đe dọa đáp trả Israel sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Dù Tel Aviv đến nay vẫn không nhận trách nhiệm vụ tấn công, theo đánh giá, Iran có thể tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc nhiều loại vũ khí khác. Tuy nhiên, khả năng Iran và nhóm ủy nhiệm mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel cũng bị chi phối bởi các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin giữa lực lượng Hamas do Iran hậu thuẫn ở Gaza và Israel. Ông Kirby nói thêm, rất khó để xác định cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công. Người phát ngôn IDF, ông Daniel Hagari cũng nói rằng, trong những ngày qua, chúng tôi liên tục theo dõi đối phương và những diễn biến ở Trung Đông, đặc biệt là Hezbollah và Iran, chúng tôi đánh giá nghiêm túc mọi phát ngôn của đối phương, do đó đang duy trì mức sẵn sàng cao nhất trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Ông khẳng định toàn quân được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Không quân Israel đã tăng cường tuần tra hướng Liban, sẵn sàng phát hiện và chặn đứng các mối đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng nhấn mạnh quân đội đang củng cố năng lực phòng thủ, sẵn sàng đối phó kịch bản Iran và Hezbollah tung đòn tấn công. Theo báo Anh Telegraph, đợt tập kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga mới đây đã khiến khoảng 180.000 công dân Nga phải sơ tán. Tại vùng Sumy của Ukraine, một chiếc xe tăng T-64 có hình tam giác trên giáp trước ở gần biên giới gần thị trấn Chekaskoye, Torechnoye, một chiếc xe tăng và các phương tiện bọc thép khác cũng mang biểu tượng này. Và khi quân đội Ukraine tiến vào làng Guevo, binh sĩ đã lái một chiếc xe bán tải có vẽ hình tam giác màu trắng. Biểu tượng này lần đầu được phát hiện vào tháng 6 do lực lượng bộ chỉ huy tác chiến phía Tây đóng gần biên giới với Belarus sử dụng. Các nguồn tin Ukraine cho biết, việc đánh dấu biểu tượng là một cách để lực lượng Kiev tránh hỏa lực thiện chiến khi họ hoạt động phía sau phòng tuyến của đối phương trong một nhiệm vụ với nhịp độ nhanh. Các biểu tượng như hình tam giác của Ukraine, chữ Z của Nga là một phần đặc điểm của giao tranh hiện đại, đặc biệt khi cả hai bên đều sử dụng nhiều thiết bị giống nhau và quân phục giống nhau. Lực lượng Ukraine sẽ buộc các giải màu vàng hoặc xanh làm từ băng gaffer trên quân phục và mũ bảo hiểm của họ sau khi Ukraine tấn công vào vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo cư dân của quận Krasnaya, Yaruga nằm ở biên giới với Ukraine sẽ được sơ tán vì các hoạt động quân sự. Hãng thông tấn Nga TASS cũng đưa tin 11.000 người đã được sơ tán. Theo ông Gladkov, binh sĩ Nga có thể đối phó với mối đe dọa đang nảy sinh, nhưng nhấn mạnh thêm, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, chúng tôi đang bắt đầu di chuyển người dân sống ở quận Krasnaya, Yaruga đến những nơi an toàn hơn. Các nguồn tin Nga cho biết, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào trạm kiểm soát Kolotyloka, cửa khẩu biên giới giữa Ben-Gorod và vùng Sumy của Ukraine. Quân đội Ukraine sử dụng xe bọc thép, xe tăng và pháo binh khai hỏa vào trạm kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moscow triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Về phần mình, Tổng thống Putin chỉ rõ Ukraine đang cố gắng phá hoại sự ổn định của Liên bang Nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, nhưng Kiev sẽ không thành công. Theo hãng tin Reuters, trong chuyến thăm Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã gọi chiến dịch xâm nhập gây sốc của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là xuất sắc và táo bạo. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham đã có chuyến thăm Kiev cùng Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Richard Blumenthal. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Graham cho biết, rất táo bạo, hãy tiếp tục phát huy. Thượng nghị sĩ Graham còn kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden hãy cung cấp những vũ khí mà Kiev cần để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột mà họ không được phép thua. Trong cuộc họp với Phái đoàn Thượng viện Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Washington vì sự hỗ trợ kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X Chúng tôi đã thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột này, bao gồm cả nhu cầu của chúng tôi trong việc sử dụng vũ khí tầm xa. Hồi tháng 6, Thượng nghị sĩ Graham cho rằng Mỹ không được phép để Nga giành chiến thắng ở Ukraine vì điều đó có nghĩa là Washington sẽ mất đi khả năng tiếp cận trực tiếp với chữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Chính trị gia Mỹ nhấn mạnh, nếu Moscow thắng trong cuộc xung đột hiện tại, nước này có thể sẽ tiếp quản nguồn tài nguyên của Ukraine và chia sẻ nó với nước khác. Ông Graham mô tả kịch bản này là không hợp lý và sẽ tốt hơn nếu Mỹ tiếp cận được với trữ lượng khoáng sản này, ông Graham nói, Ukraine đang ngồi trên 10 000 tỷ đến 12 000 tỷ đô la Mỹ trữ lượng khoáng sản quan trọng, họ như đang ngồi trên mỏ vàng, họ có thể là quốc gia giàu nhất châu Âu nếu chúng ta giúp Ukraine bây giờ, họ có thể trở thành đối tác kinh doanh tốt nhất. Đáng chú ý, việc Ukraine bất ngờ đưa quân tràn vào đất Nga làm lộ những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ biên giới của Nga tại khu vực này. Trong phát biểu công khai về cuộc tấn công, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine với sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây, đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Tổng thống Putin thể hiện hoài nghi về việc có thể đàm phán với đối phương mà ông cáo buộc đã tấn công dân thường và cơ sở hạt nhân của Nga. Ông nói: "Tất nhiên, nhiệm vụ chính là Bộ Quốc phòng phải loại bỏ, đánh bật đối phương khỏi lãnh thổ của chúng ta." Tổng thống Putin cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục có những nỗ lực nhằm gây mất ổn định vùng biên giới phía tây của Nga. Trong bài phát biểu công khai chi tiết nhất của mình về chiến dịch xâm nhập của Ukraine cho đến nay, Ông Putin nhận định thêm, Kiev, với sự giúp đỡ của các thế lực phương Tây, đang cố gắng làm chậm bước tiến của quân đội Nga trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói rằng Ukraine đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào Kursk từ rất lâu. Quan chức này cho biết mục đích của cuộc tấn công của Ukraine không phải là để kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Ông nói, chúng tôi không cần đất của Nga chúng tôi muốn họ thất bại trước chúng tôi. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng mục tiêu thực sự của chiến dịch là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác của tiền tuyến và đưa cuộc xung đột vào Nga để làm giảm sự ủng hộ của người dân Nga đối với các hoạch quân sự ở Ukraine. Ông cho biết cuộc tấn công cũng nhằm mục đích vạch trần điểm yếu của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột. Sau nhiều tháng, Nga đạt được nhiều thành quả ở các khu vực khác. Ông Zagorodnyuk, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 cho biết hoạt động ở vùng Kurs cũng chứng tỏ khả năng của quân đội Ukraine trong việc thực hiện các chiến thuật mới về hoạt động hợp đồng chiến đấu quân binh chủng theo bài bản phương Tây. Không chỉ vậy, Ukraine đã dự kiến kế hoạch đột kích bất ngờ vào khu vực Kurs thuộc lãnh thổ Nga đến mức các quốc gia vốn hỗ trợ vũ khí cho Ukraine từ trước tới nay đều không hay biết. Thông tin trên được Phó phát ngôn Chính phủ Đức, Wolfgang Buchner công bố. Ông Buchner cho biết có nhiều thông tin trái chiều đôi khi bị bóp méo một cách có chủ đích về kế hoạch đột kích bất ngờ vào Kursk. Xong ông khẳng định phía Ukraine đã bí mật chuẩn bị kế hoạch, không công bố với các nước hỗ trợ vũ khí như Đức. Ông cho rằng những gì Ukraine làm hiện tại giống như chỉ là chiến dịch tấn công giới hạn, nhưng sẽ không khôn ngoan nếu Ukraine công khai về chiến dịch. Phó phát ngôn chính phủ Đức khẳng định Berlin sẽ liên lạc chặt chẽ với tất cả các đối tác, trong đó có chính quyền Kiev, liên quan đến cuộc đột kích của Ukraine ở Kursk khi được hỏi về việc liệu Ukraine có đang sử dụng vũ khí do Đức cung cấp cho chiến dịch ở Kursk hay không. Ông Buchner cho biết, Berlin không có đủ thông tin để đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, trong một tuyên bố khác, Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ không có gì ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí mà Đức cung cấp trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, luật pháp quốc tế nêu rõ một quốc gia có quyền tự phòng vệ trên lãnh thổ của quốc gia tấn công họ sẽ không có bất kỳ trở ngại nào và Ukraine hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn các phương án. cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã gây bất ngờ cho Nga, đồng thời thúc đẩy tinh thần của người dân cũng như binh sĩ Ukraine sau một năm chủ yếu tác chiến phòng thủ trước đối phương. Câu hỏi đặt ra đối với Ukraine hiện nay là liệu việc tiếp tục tiến công trên lãnh thổ Nga có đáng để đặt cược binh sĩ và thiết bị quân sự hay không, khi những yếu tố này đang rất cần thiết ở mặt trận Donbass, nơi lực lượng của Kiev đang phải vật lộn để ngăn chặn những bước tấn công của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là khiêu khích nghiêm trọng trong cuộc họp với các quan chức cấp cao chủ nhân điện kremlin tuyên bố nga sẽ có phản ứng thích đáng đối với cuộc đột kích của ukraine tổng thống putin cáo buộc ukraine đang tìm cách đe dọa nga làm suy yếu sự ổn định theo ông với sự hỗ trợ của phương tây kiev đang bằng mọi cách cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán tiềm năng chủ nhân điện kremlin tuyên bố sẽ không có bất cứ cuộc hòa đàm nào với ukraine khi kiev tiếp tục tấn công dân thường và đe dọa các nhà máy hạt nhân tổng thống putin nhận định một trong những mục tiêu chính của kiev ở kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi donbass nơi lực lượng nga đang dần chiếm được vị trí trong những tháng gần đây ông nhấn mạnh nhưng kết quả thế nào tốc độ của các hoạt động tấn công không những không hề chậm lại mà trái lại còn tăng gấp rưỡi nhiều quan chức quốc phòng ukraine cũng lên tiếng thừa nhận trong khi lực lượng dự bị và lính nghĩa vụ của nga phòng thủ tại tỉnh kursk các đơn vị chủ lực của nước này vẫn tiếp tục tiến công dữ dội ở vùng donbass binh sĩ ukraine trên tiền tuyến miền đông nói họ vẫn chịu áp lực tấn công từ phía lực lượng nga phát ngôn viên Artem Dzeko của Lữ đoàn Cảnh sát Quốc gia Ukraine đang tác chiến gần thành thị Chashovya cho biết, các binh sĩ của chúng tôi chưa cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, không quân Nga mỗi ngày ném 10 quả bom vào khu vực này. Ông Yevhen Sotokan, chỉ huy trung đội phương tiện bay không người lái, drone, thuộc tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 206 Ukraine cho biết, Nga tiếp tục tiến công gần thành phố Toresk, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này kiểm soát khu dân cư Lysnyknoye, một số khu vực thuộc thành phố Krasnogorovka và tiếp tục tiến công theo nhiều hướng ở tỉnh Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ trong bản đánh giá tình hình chiến trường công bố nhận định Nga dường như mới điều các đơn vị cấp tiểu đoàn trở xuống tới tỉnh Kursk để đối phó với quân đội Ukraine thay vì rút toàn bộ trung đoàn và lữ đoàn chủ lực ở vùng Donbass. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã có chuyến thăm Kiev cùng Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal trả lời câu hỏi về hoạt động của quân đội Ukraine ở vùng Kursk, ông Graham cho biết rất táo bạo, hãy tiếp tục phát huy. Theo thượng nghị sĩ này, hãy cung cấp những vũ khí mà Kiev cần để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột mà họ không được phép thua. Trong cuộc họp với phái đoàn Thượng viện Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Washington vì sự hỗ trợ kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng chúng tôi đã thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột này, bao gồm cả nhu cầu của chúng tôi trong việc sử dụng vũ khí tầm xa. Trước đó, chiến dịch đột kích bất ngờ của Ukraine đã chứng minh được năng lực mới đáng chú ý. Kiev đã tập hợp được các đơn vị cơ giới với tổng cộng hơn 1.000 người mà không bị phát hiện và khiến quân đội Nga bất ngờ. Đây là một bước tiến đáng chú ý trên chiến trường hiện nay, trong bối cảnh mạng lưới máy bay không người lái và các thiết bị điện tử khác có thể phát hiện nhanh chóng mọi hoạt động của đối phương. Kết quả là quân đội Nga không chỉ ở trạng thái bị động vào ngày đầu tiên của cuộc đột kích từ Ukraine, mà máy bay không người lái của Moscow được cho là còn không hoạt động trong nhiều ngày sau đó. Hơn nữa, quân đội Ukraine được cho là đã nhanh chóng kiểm soát thị trấn đường sắt Suza của Nga, nơi đóng vai trò là nút thắt quan trọng trong cả tuyến đường vận chuyển và đường ống cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho châu Âu. Điều này đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp viện hậu cần của quân đội Nga. Hồi đầu tháng 8, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đột kích vào vùng biên giới Nga phù hợp với chính sách của Washington. Tuy nhiên, bà Sinh nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Vào cuối tháng 5, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm đáp trả cuộc tiến công của Moscow vào vùng Kharkov ở Ukraine. Các kênh truyền thông đưa tin phạm vi tấn công của Ukraine bị giới hạn ở khoảng cách 100 km, nghĩa là một số mục tiêu được ưu tiên cao như sân bay vẫn nằm ngoài tầm tấn công của Kiev. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đó. Theo hãng tin Reuters, báo cáo Tổng thống Vladimir Putin và các thành viên Hội đồng An ninh, quyền thống đốc tỉnh Kursk Ông Alexei Smirnov cho biết, tình hình ở tỉnh Kursk hiện nay rất khó khăn. Ông Smirnov cho biết, Ukraine đã giành quyền kiểm soát 28 khu định cư ở Kursk và xâm nhập sâu vào lãnh thổ liên bang Nga là 12 km, với chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km. Theo ông Smirnov, giao tranh tại tỉnh Kursk tới nay đã khiến nhiều thường dân thương vong. Trước đó, Ukraine đã tăng cường pháo kích, sau đó là triển khai tấn công trên bộ với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép nhằm vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành một nỗ lực xâm nhập vào tỉnh Kursk, cùng với lưu ý rằng họ đã di chuyển lực lượng dự bị đến biên giới và đang tấn công quân đội Ukraine từ trên không. Sau đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Kursk. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga đã áp đặt các biện pháp chống khủng bố tại ba tỉnh giáp giới Ukraine gồm Kursk, Bryansk và Belgorod trước hành động gây bất ổn chưa từng thấy của Kiev. Theo TASS, để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn mối đe dọa của các hành vi có thể được thực hiện bởi các đơn vị phá hoại và trinh sát của Ukraine. Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia, kiêm giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga, Alexander Botnikov đã quyết định tiến hành các hoạt động chống khủng bố tại các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk trong tuần qua. Theo đó, chính quyền có thể tái bố trí người dân đến nơi an toàn, kiểm soát liên lạc, trưng dụng phương tiện, cho ngừng các hoạt động sản xuất liên quan vật liệu độc hại, ngắt kết nối internet và các liên lạc di động khác. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tuyên bố rằng Moscow đã ngăn chặn nỗ lực đột phá của các lực lượng của Ukraine gần các khu định cư Tompino và Ostrikolodes ở tỉnh Kursk, lần lượt cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25 và 30 km. Đài BBC của Anh gọi đó là sự thừa nhận gián tiếp rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến sâu vào tỉnh biên giới Kursk của Liên bang Nga. Một đoạn video được công bố trực tuyến và được đài BBC xác nhận cũng cho thấy các lực lượng Liên bang Nga đã thực hiện đòn tấn công ở gần làng Lepsinka cách biên giới với Ukraine khoảng 25 km. Hiện nay, giao tranh ở Kursk vẫn diễn ra và Ukraine chưa có dấu hiệu rút quân. Chủ tịch GSC Kalashnikov của Nga, Alan Lushnikov cho biết, các chuyên gia của công ty này hiện đang nghiên cứu để tích hợp tên lửa chống tăng VIK lên máy bay không người lái UAV. Ông Lushnikov cho biết, nhưng không nêu cụ thể về tiến độ công việc cũng như thời hạn của dự án. vik 1 là tên lửa đa năng và có thể được phóng từ bất kỳ nền tảng nào mà không cần thay đổi thiết kế Việc tích hợp VIC lên UAV đang được tiến hành với sự phối hợp giữa nhà sản xuất phương tiện không người lái và các chuyên gia của chúng tôi. Nga công bố kế hoạch trang bị tên lửa dẫn đường VIC cho UAV cách đây một năm. Quyết định được đưa ra dựa trên hiệu quả của tên lửa này trên chiến trường. Ngay sau đó, ông Lushnikov nói rằng Kalashnikov cần phải làm việc nghiêm túc với nhà thiết kế chính để xác định những việc cần thực hiện. Khi đó vẫn chưa rõ tên lửa VIC có cần phải chỉnh sửa thiết kế để tích hợp lên UAV hay không. Tên lửa 9K121 Vik là hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng hiện đại do Liên Xô phát triển và Nga nâng cấp sau đó. 9K121 Vik đặc biệt được thiết kế để đối phó xe bọc thép, kể cả xe tăng có giáp phản ứng nổ và các mục tiêu trên không tốc độ thấp như trực thăng. Tên lửa dài 2,75m, đường kính 0,13m, nặng 45kg. Vik có khả năng đạt đến vận tốc 2.100km/h, khiến nó trở thành tên lửa siêu thanh. Hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng công nghệ dẫn chùm tia laser đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chống lại các biện pháp chế áp điện tử. Trong hoạt động quân sự ở Ukraine, Nga sử dụng tên lửa Vik, chủ yếu từ trực thăng K-52. Tháng 10 năm 2023, có thông tin cho rằng lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa Vik-1 từ trực thăng Mi-28NM trên chiến trường. Tầm bắn của tên lửa Vik-1 là 8 km, một số nguồn tin cho là 10 km. Phạm vi này cho phép trực thăng Nga phóng tên lửa ở khoảng cách tương đối an toàn mà không bị hệ thống phòng không di động Manpass hoặc các hệ thống phòng không tầm ngắn khác đánh chặn. Theo hãng tin TASS, tập đoàn quốc phòng Rostec thuộc nhà nước Nga tuyên bố tên lửa Vik có thể tấn công với độ chính xác đến không ngờ. Về cơ bản đảm bảo mỗi một tên lửa được phóng ra là một mục tiêu bị phá hủy. Rostec cho biết những tên lửa này hiệu quả vào bất cứ thời điểm nào, cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Vai trò của tên lửa chống tăng Vik trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang tăng lên. Nó được sử dụng để phá hủy cả xe bọc thép trong hầm trú ẩn và đang di chuyển, cũng như tấn công các điểm khai hỏa và vị trí được bảo vệ tốt của Ukraine. Tên lửa Vik thường được phóng từ các trực thăng tấn công của Nga như cá mập đen K-50 và cá sấu K-52. Những trực thăng này có hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến, hoạt động song song với cơ chế dẫn đường của tên lửa Vik, đảm bảo tấn công chính xác vào cả mục tiêu trên đất liền và trên không. Vừa qua, theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng họ đã tấn công binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine cách biên giới khoảng 30 km. Cuộc tấn công bất ngờ vào vùng biên giới Kursk được Ukraine phát động vào tuần trước, được cho là đã gây sốc cho Nga. Kiev Post đưa tin, lực lượng Ukraine đã phá vỡ hai lớp phòng thủ tại khu vực Kursk của Nga trong một ngày khi họ thực hiện cuộc tấn công. Kiev Post dẫn thông tin từ truyền thông Nga cho biết, phòng tuyến này dường như được Nga xây dựng trong hơn 2,5 năm, với chi phí 15 tỷ rúp, khoảng 109 triệu đô la Mỹ nhà phân tích tình báo nguồn mở Osin Brady Afrik, người đã tạo ra bản đồ phòng thủ của Nga từ hình ảnh vệ tinh, đã xác định được hai tuyến phòng thủ ở các quận Koronevsky và Suzansky thuộc vùng Kursk. Trong đó có một tuyến dọc theo biên giới và một tuyến khác cách biên giới từ 5 đến 10 km. Theo giới quan sát, việc Nga có lực lượng mỏng ở Kursk dường như là lý do hàng đầu khiến các phòng tuyến bị xuyên qua một cách nhanh chóng như vậy. Economist dẫn nguồn từ Bộ Tổng thống Mỹ Ukraine đưa tin Ukraine được cho là đã lựa chọn những lực lượng tinh nhuệ, được trang bị tốt nhất để tấn công một điểm được phòng vệ yếu nhất trên biên giới Nga ở Kursk. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, dẫn lời các blogger quân sự Nga nhận định, sau khi bị bất ngờ bởi cuộc tấn công của Ukraine, đến nay Moscow đã ổn định được mặt trận ở Kursk. Quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang thúc đẩy các biện pháp nhằm ổn định tình hình và bổ sung thêm lực lượng đến đây. Hãng tin TASS dẫn lời ông Smirnov, đặc biệt là sự tham gia của các chiến binh tình nguyện các máy bay chiến đấu giúp duy trì các biện pháp an ninh cần thiết như một phần của hoạt động chống khủng bố đang diễn ra. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISV Nga đang dựa vào lực lượng biên phòng và đồng thời giúp các lực lượng có mức độ ưu tiên thấp ở Ukraine về nước bảo vệ Kursk. Hãng tin TASS dẫn lời thống đốc Yevgeny Balitsky của Zaporizhia cho biết các đội máy bay không người lái tấn công và trinh sát trên không của Nga tại đây đang được điều đến trợ giúp vùng Kursk. Tuy nhiên, tổ chức tình báo Frontelizion Insight cho rằng việc triển khai các tiểu đoàn và các đơn vị cấp thấp như drone thay vì các lữ đoàn và trung đoàn đầy đủ để bảo vệ ở Kursk cho thấy khó khăn của Nga trong việc thiết lập cơ chế chỉ huy và kiểm soát tại đây. Nói trên đài CNN, chuyên gia Jock Barros của ISV cho rằng việc này sẽ đặt Nga trước lựa chọn khó khăn giữa việc điều động lực lượng từ các vùng biên giới khác hay huy động lực lượng dự bị hoặc ngăn chặn từ trên không mà không ảnh hưởng đến các vùng biên giới khác hay chiến dịch ở Ukraine. Đồng thời, ISVK nhận định chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã cho phép các lực lượng Ukraine ít nhất tạm thời chiếm được thế chủ động trên chiến trường ở một khu vực tiền tuyến và tranh giành thế chủ động trên toàn chiến trường của Nga. Và lợi thế cho Ukraine sẽ không kéo dài. Chuyên gia Emin Kastehenmi của nhóm phân tích tình báo Blackbird cho rằng thời gian cho Ukraine đang cạn, Nga sẽ không bị rối loạn mãi mãi. Vào tuần trước, Kiev đã phát động một kế hoạch quân sự xuyên biên giới lớn vào vùng Kursk của Nga, mặc dù phải chịu những thất bại ở những nơi khác trên tiền tuyến. Cơ quan an ninh của Moscow, FSB mới đây tuyên bố, đã bắt giữ một binh sĩ Ukraine trong cuộc giao tranh ở vùng Kursk với sự giúp đỡ của người dân địa phương. Binh sĩ bị bắt giữ này khai tên là Ruslan mươi 26 tuổi, và nói rằng anh ta là thành viên đang tại ngũ của lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine. Puntorski nói trong cuộc phỏng vấn với FSB rằng người chỉ huy đã ra lệnh cụ thể cho chúng tôi bắn vào chân những người đàn ông và ném họ vào tầng hầm, loại bỏ họ nếu có vũ trang, dường như ám chỉ cách anh được cho là phải đối xử như thế nào với thường dân Nga. Anh nói thêm, sau khi kiểm soát các khu định cư ở biên giới, chúng tôi lấy đi mọi thứ lọt vào mắt mình, những thứ có giá trị và dễ mang theo. cho biết, trong cuộc xâm nhập, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện qua radio bằng tiếng Anh tiếng Ba Lan và những gì anh tin là tiếng Pháp. Pontoraski cho hay, tôi không hiểu chính xác những gì họ nói vì tôi không nói được những ngôn ngữ đó, nhưng tôi nghĩ là họ đang trao đổi nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động ở Kursk. Binh sĩ Ukraine này còn cho biết, việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các vùng biên giới của Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Binh sĩ này cho hay, Ukraine được cho là hy vọng kiểm soát được các vùng biên giới để sau đó mặc cả với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Để đạt được mục đích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tiến đến Kursk và Belgorod để kiểm soát thêm lãnh thổ cho một thỏa thuận mặc cả trong tương lai. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây đưa nhiều thông tin đồn đoán về lý do nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky lại theo đuổi chiến dịch này. Việc chiếm giữ một trung tâm quận tương đối hẻo lánh dường như không đáng để làm tổn hại đến các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của quân đội Ukraine. Các hoạt động chính đang diễn ra ở Donbass, nơi lực lượng Nga dù tiến chậm nhưng dường như khó cản là nơi rất cần các lữ đoàn Ukraine mới còn đầy nhiệt huyết. Kinh nghiệm mùa hè năm ngoái chứng minh khả năng đột phá tiền tuyến của Ukraine kém hơn đáng kể so với quân đội Nga. Chiến dịch trên biển Azov đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Theo ông Sergei Politaev, một nhà phân tích thông tin và nhà báo, Kiev đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để đảo ngược xu hướng này. Quân đội Ukraine đã có một số tiền lệ đáng chú ý là chiến dịch Kharkov vào mùa thu năm 2022 cùng với Khe Sơn, đây là một trong những thành công quân sự ít ỏi của Kiev. Việc Kiev sử dụng lại chiến thuật này dường như hợp lý, nhưng đòi hỏi phải tìm ra những điều kiện thích hợp trên chiến trường. Tuy nhiên, những điều kiện đó lại không có ở mặt trận Kursk. Với sự thay đổi sắp diễn ra ở Nhà Trắng, Kiev đã nhìn thấy cơ hội. Các thông tin dò dỉ chỉ ra rằng các đại diện của Kiev đã liên lạc với các cố vấn của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris, chứ không phải Tổng thống sắp mãn nhiệm Biden trong thời gian qua họ có thể xem đây là thời điểm thuận lợi để đặt cược vào đội ngũ mới ở Washington. Sau thời gian giao tranh tích cực ở khu vực Kursk của Nga, vẫn chưa rõ liệu quân đội Nga khi nào có thể ngăn chặn đẩy lùi bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine ở đó. Việc Ukraine tấn công vào đất Nga là hoạt động táo bạo nhất của Kiev kể từ cuộc phản công ở khu vực Kharkov và Kherson vào mùa thu năm 2022. Các nhà phân tích nói rằng mục đích chiến dịch do Ukraine tiến hành ở khu vực Kursk có thể là mong muốn cho cộng đồng thế giới thấy những lập luận về làn danh đỏ. Tờ AFP nói rõ, trước đây đã có cuộc tranh luận sôi nổi ở Washington, Berlin và trên các phương tiện truyền thông về làn danh đỏ của Điện Kremlin nếu vi phạm có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba và chiến tranh hạt nhân. Một trong số đó là việc Ukraine đưa cuộc xung đột sang lãnh thổ Nga, cụ thể là những vùng được quốc tế công nhận về mặt pháp lý, thông qua sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây. Theo chuyên gia Andres Umland, một nhà phân tích tại Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển, điều lo ngại đã xảy ra. Ông Umland tin rằng lần này lực lượng vũ trang Ukraine đã thể hiện khả năng thực hiện những bước đi bất ngờ. Cần nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra ở vùng Kursk là trường hợp đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến thứ hai, khi quân đội nước ngoài xâm chiếm khu vực đó. Hơn nữa, Hoa Kỳ và EU thực sự đã hỗ trợ Ukraine khi thông báo cho nước này về quyền được tiến hành một bước đi như vậy. Trong diễn biến có liên quan, người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga là ông Anton Alikhanov mới đây đã cho biết, kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng sản lượng bom trên không lên tới 55 lần. Bên cạnh đó, tốc độ sản xuất các loại vũ khí, trang bị khác cũng tăng rất nhanh. Ví dụ như sản lượng đạn pháo đã tăng gấp 15 lần và sản lượng xe tăng tăng gần 7,5 lần. Ông Alikhanov nhấn mạnh các công ty quốc phòng Nga cũng tăng cường sản xuất xe chiến đấu bộ binh bọc thép hạng nhẹ, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và vũ khí có độ chính xác cao. Ông Ali Khanov nói thêm rằng hàng nghìn vũ khí và thiết bị quân sự đang được sử dụng tại khu vực xung đột, trong đó có khoảng 300 loại đang có nhu cầu đặc biệt. Bộ trưởng lưu ý rằng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tiếp tục tăng khối lượng sản xuất các sản phẩm có nhu cầu. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở vật chất tăng cường nguồn nhân lực và tốc độ tăng trưởng nhịp nhàng của năng suất lao động tại các doanh nghiệp. Theo kênh RT, ông Alexei Shmyanov, quyền tỉnh trưởng Kurs thuộc Liên bang Nga, trong cuộc họp trực tuyến đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công vào một nhóm công nhân thuộc công ty điện lực ở vùng Kurs của Nga. Cụ thể, Phát biểu tại cuộc họp bàn về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở vùng Kursk, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, ông Smirnov cho biết một nhóm công nhân thuộc công ty điện lực Rosetti ở khu vực Benkovsky đã bị tấn công và đạn pháo có chứa vũ khí hóa học. Quyền tỉnh trưởng Smirnov cho biết thêm rằng các công nhân đã ẩn náu trong đồn cảnh sát và sống sót sau vụ tấn công. Tuy nhiên, theo Smirnov, một số cảnh sát và lãnh đạo hội đồng làng đã bị trúng độc trong vụ tấn công. Cũng tại cuộc họp, ông Smirnov cho biết thêm. Tình hình trong vùng vẫn rất khó khăn. Ukraine đã kiểm soát 28 khu dân cư, xâm nhập vào vùng Kursk với độ sâu 12 km, rộng 40 km. Hiện vẫn chưa rõ số phận của gần 2.000 người sống ở những khu vực này. Khoảng 180.000 cư dân Kursk đã được lệnh sơ tán và 121.000 người khác đã rời khỏi nhà tại các khu vực gần biên giới với Ukraine. Quan chức này lưu ý, gần đây số lượng các vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái UAV đã gia tăng. Khoảng 194 quả rocket và UAV đã được phóng về vùng Kursk. 147 chiếc đã bị bắn hạ. Hàng chục cư dân Kursk đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương kể từ khi quân đội Ukraine mở cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực này của Nga. Kể từ đó, cảnh báo không kích đã nhiều lần được ban bố tại khu vực này. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Kursk vào tuần trước. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công đã bị chặn lại và lực lượng của Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề. Tổng thống Nga Putin đã mô tả cuộc tấn công này là một hành động khiêu khích quy mô lớn. Tổng thống Putin cũng cam kết đánh giá những diễn biến hiện tại khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng. Ông Putin nêu rõ như trên trong cuộc họp về tình hình tại các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk trong bối cảnh Ukraine triển khai tấn công vào khu vực này. Trong phát biểu, ông Putin cho biết nhiệm vụ hiện nay của Nga là để lùi quân đội Ukraine, đồng thời chỉ thị các cơ quan dân sự tại khu vực này hỗ trợ các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev. Tổng thống Putin chỉ rõ rằng Ukraine đang tìm cách phá hoại ổn định của Liên bang Nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, nhưng Kiev sẽ không thành công. Reuters dẫn lời một quan chức Ủy ban Quốc đảng Dân chủ Mỹ DNC cho biết Ủy ban này sẽ chi 300.000 đô la Mỹ để đăng ký cho 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tới khoản tài trợ cho tổ chức Democrats Abroad, vốn đại diện cho thành viên Đảng Dân chủ Mỹ ở nước ngoài, sẽ được sử dụng để chi trả cho các chiến dịch đăng ký cử tri và tuyên truyền thông tin hướng dẫn về cách thức bỏ phiếu khi ở nước ngoài. Chiến dịch sẽ tập trung tại Mexico và châu Âu, nơi có nhóm người Mỹ sống ở nước ngoài lớn nhất. Các quan chức DNC cho biết có hơn 1,6 triệu người Mỹ quê ở các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin đang sinh sống ở nước ngoài và họ sẽ nỗ lực để có được từng phiếu bầu của cộng đồng này. Đó đều là những tiểu bang quan trọng để Phó Tổng thống Harris hoặc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo tuyên bố của DNC, DNC sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng bà Kamala Harris trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ. Cuộc bầu cử này sẽ được phân định thắng thua trong găng tấc và chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Mọi lá phiếu đều quan trọng bao gồm cả lá phiếu của những người đang làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài. Trong khi đó, theo tờ Politico của Mỹ, một vấn đề lớn mà bà Harris cần giải quyết là tình hình kinh tế. Các cử tri đang lo lắng về lạm phát và tình trạng tài chính cá nhân và ứng cử viên Harris cần phải chứng minh khả năng của mình trong việc quản lý nền kinh tế. Trong các bài phát biểu gần đây, bà đã đưa ra một số cam kết về việc giải quyết tình trạng tăng giá, giảm chi phí và hạn chế phí dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, sự nhận thức của công chúng về nền kinh tế vẫn còn là điểm yếu lớn của Đảng dân chủ và bà Harris cần phải làm việc chăm chỉ để cải thiện hình ảnh của mình trong lĩnh vực này. Một khảo sát gần đây cho thấy, ông Trump vẫn đang dẫn trước bà Harris về vấn đề kinh tế với cử tri cảm thấy rằng tình hình tài chính sẽ cải thiện hơn dưới thời Trump. Do đó, bà Harris phải chứng minh rằng bà có thể giải quyết các vấn đề kinh tế và đem lại sự ổn định tài chính cho các gia đình Mỹ. Sau khi bà Kamala Harris tiếp nối chương trình nghị sự kinh tế của ông Biden, bà Harris cũng bắt đầu đưa ra một số ý tưởng riêng, chủ yếu là những vấn đề gần gũi với các gia đình Mỹ như nghỉ phép có lương và hỗ trợ chăm sóc trẻ em thay vì xa vào các cuộc tranh luận chính sách gay gắt. Quan điểm này của bà Harris sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiến dịch của ông Trump, vốn đang thuyết phục cử tri rằng ông là tổng thống vì người dân lao động. Các luật sư của ông Donald Trump đã đệ đơn kiện và yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ bồi thường 100 triệu đô la Mỹ liên quan tới cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago vào tháng 8 năm 2022. Cụ thể, luật sư của ông Trump, Daniel Epstein, tuần trước gửi thông báo sẽ khởi kiện Bộ Tư pháp nhưng thông tin chỉ được truyền thông Mỹ công bố mới đây. Bộ Tư pháp Mỹ có 180 ngày để phản hồi kể từ khi nhận được thông báo và đưa ra giải pháp. Nếu không có giải pháp nào, sự việc sẽ được chuyển lên tòa án liên bang ở Florida. Fox News cho biết đã xem được bản thông báo của ông Epstein, trong đó chỉ trích hành vi sai trái của chính phủ Mỹ chống lại ông Trump, liên quan đến cuộc khám xét của FBI vào dinh thự Mạ Lạc Khi họ điều tra cáo buộc ông giữ tài liệu mật trái phép, FBI trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Trước khi khám xét, các nhà điều tra liên bang đã thu thập bằng chứng và lời khai khiến họ tin rằng ông Trump đang cố tình giấu các hộp tài liệu. Ông Epstein lập luận rằng các hành vi vi phạm pháp luật chống lại ông Trump bắt nguồn từ việc xâm phạm quyền riêng tư, truy tố có ác ý và lạm dụng quy trình. Quy định của Bộ Tư pháp Mỹ và FBI về cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago không dựa trên chính sách xã hội, kinh tế và chính trị mà thể hiện sự vi phạm các nguyên tắc trong hiến pháp, các tiêu chuẩn không nhất quán và đàn áp chính trị. Luật sư Epstein nói, những gì cựu Tổng thống Trump làm không chỉ bảo vệ ông ấy mà bảo vệ tất cả người dân Mỹ tin vào pháp quyền và tin rằng chính phủ phải có trách nhiệm nếu hành động sai. Ông Trump cho biết trong đơn kiện rằng ông đã bị tổn hại từ các cáo buộc hình sự được đưa ra vài tháng sau cuộc khám xét. Ông đã phải chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho chi phí pháp lý và bảo vệ danh tiếng của mình. Ông còn cáo buộc Bộ Tư pháp đang cố gắng cản trở chiến dịch tái tranh cử của ông. Đơn kiện cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray những người ký lệnh khám xét đã đưa ra quyết định không phù hợp. Trong khi đó, bản thân ông Trump cùng các luật sư của ông cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy FBI xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng Mạ-La-Gâu. Đơn kiện viết: Cuộc lục soát đáng lẽ không bao giờ xảy ra. Hai ông Garland và Ray lẽ ra phải đảm bảo các đặc vụ FBI đã nhận được sự đồng ý từ phía ông Trump, thông báo cho luật sư của ông ấy và tìm kiếm sự hợp tác. Hiện bộ tư pháp Mỹ chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Chỉ vài ngày sau khi thành lập liên danh, Phó Tổng thống Kamala Harris và người đồng tranh cử Tim Hanz đã phải đối mặt với áp lực từ phong trào ủng hộ người Palestine trong bối cảnh trào lửa Trung Đông đang sôi sụp. Trước đó, làn sóng ủng hộ Palestine từng góp phần kéo tuột vị trí của Tổng thống Biden trên các bảng thăm dò dư luận khi ông chủ Nhà Trắng vẫn còn ở lại trong cuộc đua. Tại tiểu bang chiến trường Michigan, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập Đông Đảo, hơn 100.000 người đã bỏ phiếu không cam kết để phản đối ông Biden tái tranh cử. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tháng 11 và chỉ còn vài tuần nữa là đến đại hội toàn quốc Đảng dân chủ ở Chicago. Liên danh Harris wong không có nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế với những cử tri bất mãn. Giới phân tích nhận định, làn sóng biểu tình sẽ tiếp tục gây bất lợi về cho bà Harris, đặc biệt tại các tiểu bang quan trọng thuộc bức tường xanh. Trước đó, khi bà Harris phát biểu trước 15.000 cử tri tại một nhà chứa máy bay ở Detroit, một nhóm nhỏ những người tham dự ủng hộ Palestine đã hét lên để ngắt lời bà họ hô vang, chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho tội diệt chủng. Bà Harris thẳng thắn trấn áp đám đông, tiếng nói của mọi người đều quan trọng, nhưng bây giờ tôi đang lên tiếng, tôi đang lên tiếng, bạn biết không, nếu bạn muốn Donald Trump thắng, hãy nói thế, nếu không, tôi sẽ nói. Đại diện tiểu bang Georgia, Rua Roman, vốn là người Palestine, tỏ ra không hài lòng với cách đáp trả của Phó Tổng thống và cho rằng bà Harris đang đá trái bóng về phía ông Trump. Thái độ của dư luận được cho là sẽ tác động đến các quyết sách của bà Harris rất ít khi các cuộc bầu cử Mỹ bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ như lúc này và bà Harris không nên đặt sự ủng hộ của mình vào bất kỳ phe nào giữa lúc xung đột Iran-Israel vẫn đang âm ỉ. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ nhanh chóng thành lập một liên danh mới chỉ vài tuần sau khi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua cùng với việc bà Harris chọn ông Owens làm người đồng tranh cử trong tuần này. Các thành viên đảng xanh có thể thở phào nhẹ nhõm với quyết định của Phó Tổng thống vì đã có nhiều tranh cãi xung quanh nguồn gốc Do Thái và quan điểm về xung đột Israel-Hamas của thống đốc Pennsylvania George Shapiro có thể gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Phó Tổng thống miêu tả tình hình ở Gaza là thảm khốc và lưu ý rằng Israel có quyền tự vệ nhưng cách thức thực hiện tự vệ mới là điều quan trọng. Trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia của bà Harris, ông Finn Gordon đã viết trên nền tảng xã hội X rằng Phó Tổng thống không ủng hộ lệnh cấm vận vũ khí và vẫn còn quá sớm để nói chính sách của bà Harris sẽ thay đổi như thế nào so với thời ông Biden. Phát ngôn viên này cũng tiết lộ Bà Harris đang tập trung vào việc hiện thực hóa lệnh ngừng bắn và thỏa thuận giải phóng con tin tại Gaza để người dân Palestine có thể giành lại quyền tự quyết và tái thiết cuộc sống mới. Quan điểm này sau đó cũng được ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz tái khẳng định. Ông Andrew Payne, giảng viên về chính sách đối ngoại và an ninh tại Đại học City London cho biết Trước mắt, bà Harris chỉ có thể sẽ kêu gọi công chúng nên bình tĩnh vì nguy cơ gia tăng xung đột đang diễn ra. Nhưng về lâu dài, những sự kiện này có thể làm tăng áp lực buộc bà Harris phải phá vỡ lập trường của ông Biden về cuộc chiến. Nhưng dù có dấu hiệu nguy hiểm liên quan đến vấn đề Trung Đông, nhìn chung bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump trên các bảng xếp hạng. Kết quả khảo sát do The New York Times và Đại học Siena công bố ngày 10 tháng 8 cho thấy Phó Tổng thống dẫn trước ông Trump ở ba bang chiến địa Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS và Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn, Mỹ đã tổ chức họp báo chung công bố triển khai cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi UFS từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 8 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước các mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ bên ngoài. Dẫn thông báo của Liên quân hai nước cho biết cuộc tập trận UFS năm nay sẽ dựa trên kịch bản xung đột toàn diện bao gồm bài tập chỉ huy mô phỏng máy tính chính, huấn luyện thực địa đồng thời và diễn tập phòng thủ dân sự. Theo đại tá Lee Chung Jun, người phát ngôn của JCS, dự kiến sẽ có hơn 19.000 binh sĩ Hàn, Mỹ tham gia cuộc tập trận với tổng cộng 48 nội dung huấn luyện thực địa như tập trận cơ động liên quân ngoài trời, diễn tập đổ bộ đường biển, diễn tập bắn đạn thật, tập trận giữa lực lượng thủy quân lục chiến hai nước. Trong đó, quân đội Hàn, Mỹ sẽ đặt trọng tâm vào việc đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt, tác chiến đa miền, sử dụng các vũ khí đa dạng, từ đó nâng cao hơn nữa năng lực và trạng thái sẵn sàng đối phó của liên quân hai nước ngoài quân đội hàn quốc và mỹ các nước thành viên bộ tư lệnh liên hợp quốc unc sẽ tham gia cuộc tập trận lần này ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ tiến hành giám sát để đảm bảo việc tuân thủ hiệp định đình chiến trong chiến tranh triều tiên lá chắn tự do unchi là một trong những cuộc tập trận lớn nhất ở khu vực ấn độ dương thái bình dương năm nay đây là cuộc tập trận liên quân đầu tiên được triển khai kể từ sau khi hàn quốc và mỹ thông qua hướng dẫn chung về tác chiến gian đe hạt nhân trên bán đảo triều tiên Tuy nhiên, quân đội hai nước nhấn mạnh kịch bản tác chiến hạt nhân Hàn-Mỹ không bao gồm trong nội dung tập trận lần này. Triều Tiên tới lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là cuộc diễn tập cho cuộc tấn công chống lại nước này. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này, mô tả các cuộc tập trận của họ mang tính chất phòng thủ. Theo Sputnik News, phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov cho biết, nước này đang tăng cường sản xuất các mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn sản phẩm trong số đó đang được sử dụng cho kế hoạch quân sự và khoảng 300 mẫu nằm trong diện nhu cầu đặc biệt. Bộ trưởng Alikhanov nêu rõ, tổng cộng hàng nghìn mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong số đó, hiện chúng tôi phân loại khoảng 300 mẫu trong diện có nhu cầu đặc biệt. Đối với vị trí ưu tiên này, Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tiếp tục tăng khối lượng sản xuất. Điều này đạt được chủ yếu thông qua việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực và năng suất lao động theo nhịp độ tại các doanh nghiệp. Ông Alikanov còn tiết lộ rằng mối quan tâm của Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia trên tất cả các châu lục trong điều kiện tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay đều tập trung vào vũ khí của Nga. Trong điều kiện chiến đấu, vũ khí Nga được thử nghiệm trong các trận giao tranh cường độ cao binh sĩ đã sử dụng tích cực các hệ thống không người lái và công nghệ thế hệ mới. Kết quả là mức độ tương tác chưa từng có giữa Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp đã được xây dựng để cải tiến sản phẩm. Bộ trưởng Bộ Công thương Ali Khanop cho biết thêm các doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu của mặt trận. Ông Ali Khanop nói thêm rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga dưới áp lực trừng phạt rất mạnh, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và đã chứng minh rằng họ có thể giải quyết những vấn đề phức tạp nhất. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng hàng chục quốc gia đã cử phái đoàn tới sự kiện và hơn 120 công ty bày tỏ mong muốn được tham gia diễn đàn Army 2024. Trong khuôn khổ diễn đàn có các cuộc triển lãm và hội thảo của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng từ Belarus, Ấn Độ và Trung Quốc. Nga hy vọng sau sự kiện, họ sẽ ký kết thêm được nhiều hợp đồng có giá trị. Mặc dù vậy, triển vọng trên bị đánh giá không cao do nhiều quốc gia lo ngại những lệnh cấm vận mà phương Tây ác đặt. Một điều đáng chú ý nữa là diễn đàn Army 2024 không mở cửa cho rộng rãi khách tham quan. Hiện tại chưa rõ mục đích thực sự của Moscow khi tiến hành bước đi trên. Reuters mới đây trích dẫn lời đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeff Flake cho biết Mỹ đang đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh khác có quan hệ với Iran thuyết phục nước này giảm căng thẳng ở Trung Đông. Đại sứ Jeff Flake đưa ra thông tin này trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng khi Iran và các đồng minh được cho là sắp tấn công Israel để trả thù vụ lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah bị sát hại. Ông Flick phát biểu tại cuộc họp bàn tròn với các nhà báo ở Istanbul nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác rằng chúng tôi đề nghị tất cả đồng minh có mối quan hệ với Iran thuyết phục Tehran hạ nhiệt, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Flick nói về việc đối thoại giữa các quan chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rằng Họ đang làm những gì có thể để đảm bảo tình hình không gia tăng. Theo hãng tin Reuters, quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, một phần vì liên minh của Mỹ với người quốc ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố và do Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S400 của Nga, vụ việc khiến Mỹ phải đưa ra lệnh trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F35. Tuy nhiên, ông Flick cho rằng quan hệ Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang ở vị trí tốt hơn so với trước đây. Ông lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò hữu ích trong việc trao đổi tù nhân lớn nhất của Mỹ kể từ chiến tranh lạnh vào đầu tháng 8 tại Ankara. Ông nhận định họ không tham gia về mặt đàm phán, nhưng tham gia về mặt hậu cần, họ đóng vai trò quan trọng. Trong nhận định đưa ra ngày 12 tháng 8, đại sứ Flick cho rằng tình hình ở giải Gaza rất khó khăn. Liên quan tới giải đất này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có những phát ngôn cứng rắn với Israel khiến Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể đóng vai trò là bên đối thoại. Ông lưu ý, sự chia rẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về Gaza đã thu hẹp sau khi Washington bắt đầu tích cực kêu gọi ngừng bắn, nhưng sự bất đồng vẫn còn tồn tại. Trong một diễn biến liên quan, ngày 12 tháng 8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột gia tăng tại Trung Đông ngay trong tuần này. Theo ông Kirby, Mỹ đã tăng cường lực lượng trong khu vực và chia sẻ mối lo ngại của Israel về nguy cơ bị tấn công. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia để thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông, gồm cả nguy cơ xung đột giữa Iran, Israel. Trong khi đó, ngày 12 tháng 8, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Iran hoặc Hezbollah. Điện Kremlin mới đây cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận về tình hình Trung Đông với Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas tại Moscow. Điện Kremlin thông báo trên Telegram dự kiến sẽ có cuộc trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel gia tăng và thảm họa nhân đạo chưa từng có đang xảy ra ở giải Gaza. Sau khi kết thúc hoạt động ở Moscow, ông Abbas sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan. Nga có quan hệ gần gũi với Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei và các nhà lãnh đạo Ả Rập bao gồm Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Moscow lên án vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran gần đây, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không làm tình hình Trung Đông mất ổn định thêm. Trước đó, Reuters dẫn lời hai nguồn tin cấp cao Iran cũng cho hay, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã chuyển thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin đến giới chức Iran nhân chuyến thăm của ông đến Tehran. Trong thông điệp gửi đến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Nga Putin đề nghị Iran phản ứng kiềm chế trước việc Israel bị nghi ngờ đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Chủ nhân Điện Kremlin đồng thời khuyên Tehran không nên tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Israel. Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng với các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Italia và Anh thảo luận về việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông và lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các nhà lãnh đạo của năm nước khẳng định ủng hộ bảo vệ Israel trước các hành động tấn công từ bên ngoài các nhà lãnh đạo kêu gọi Iran rút lại những lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Israel, đồng thời thảo luận về những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực trong trường hợp tấn công nổ ra. Trong một tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, các nhà lãnh đạo của cả năm quốc gia cho biết họ ủng hộ lời kêu gọi từ Mỹ, Qatar và Ai Cập về việc nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza để hoàn tất một thỏa thuận càng sớm càng tốt. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn. Kể từ đó, Washington và các nhà trung gian khu vực đã cố gắng sắp xếp thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để đổi lấy con tin nhưng đã gặp phải nhiều trở ngại. Gần đây, Mỹ, Ai Cập và Qatar đã đề xuất một vòng đàm phán ngừng bắn mới vào ngày 15 tháng 8 tới. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đang điều tra các nỗ lực tấn công mạng nghi là của Iran nhằm vào các cộng sự của ông Trump và các cố vấn của chiến dịch tranh cử của ông Biden, bà Harris. Cơ quan này thừa nhận đã mở một cuộc điều tra về rủi ro an ninh quốc gia khi chỉ còn vài tháng là đến ngày bầu cử. Theo nguồn tin của Washington Post, ba nhân viên trong nhóm chiến dịch của ông Biden, bà Harris nhận phải email lừa đảo cho phép kẻ xâm nhập truy cập vào thông tin liên lạc của người nhận. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết đến nay, các nhà điều tra vẫn chưa thấy dấu hiệu các cuộc tấn công đã phát huy tác dụng. FBI bắt đầu điều tra vào tháng 6, nghi ngờ Iran đứng sau nỗ lực đánh cắp dữ liệu từ hai chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Những người này cho biết các đặc vụ đã liên hệ với Google cùng với các công ty khác để thảo luận về nguy cơ lừa đảo. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump nói họ bị tấn công khi các phóng viên bất ngờ nhận được bản sao tài liệu thẩm định nội bộ về Thượng nghị sĩ j Vance, người đồng hành tranh cử của ông Trump. Trong khi đó, nhóm chiến dịch của ông Biden, bà Harris, cho biết họ vẫn đang cảnh giác theo dõi và bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng, nhưng không biết về bất kỳ vi phạm bảo mật nào đối với hệ thống của mình. Nỗ lực xâm nhập diễn ra trước khi tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris, hiện là ứng cử viên của Đảng Dân chủ làm ứng cử viên thay thế. Các chi tiết mới cho thấy cuộc điều tra có phạm vi rộng hơn và liên quan đến nhiều nạn nhân hơn so với trước đây. Điều này cũng cho thấy chính trị trong thời đại kỹ thuật số có thể thường xuyên phải đối mặt với các hành vi tấn công mạng. Năm 2016, các quan chức Mỹ từng cho rằng nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp cho ứng cử viên donald trump bằng cách tấn công công bố email và tài liệu nội bộ của ứng cử viên hillary clinton đảng dân chủ nga bác bỏ các cáo buộc trong vụ việc mới fbi chưa đưa ra thông tin chi tiết chỉ nói rằng họ đã đọc được tin tức trên báo chí về nghi vấn tấn công mạng tuy nhiên những người quen thuộc với vấn đề này cho biết nỗ lực lừa đảo dường như đã thành công trong việc xâm phạm thông tin liên lạc của ít nhất một người không chính thức liên quan đến bất kỳ chiến dịch nào Roger Stone, người bạn lâu năm và là cố vấn của ông Trump. Ông Stone nói, tôi được các nhà chức trách thông báo rằng một vài tài khoản email cá nhân của tôi bị xâm phạm. Điều đáng chú ý là ông Stone từng có mối liên hệ phức tạp với việc các email bị xâm nhập. Ông Stone đã bị kết án 7 trọng tội, bao gồm cả việc nói dối về những nỗ lực trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 nhằm lấy thông tin các email riêng tư của bà Hillary Clinton từ nhóm WikiLeaks ông Trump đã ân xá cho ông Stone vào năm 2020. Một cố vấn của ông Trump cho biết các biện pháp bổ sung hiện đang được thực hiện để bảo mật email. Các nhân viên cũng đã được hướng dẫn không đưa bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nhạy cảm nào vào email. Tuần trước, Microsoft ban hành một báo cáo công khai cảnh báo rằng tin tặc Iran cố gắng đột nhập vào tài khoản email của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên phái bộ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ các cáo buộc về vụ tấn công mạng rằng chúng tôi không tin vào bất kỳ báo cáo nào như vậy. Chính phủ Iran không có hoặc không nuôi dưỡng bất kỳ ý định hoặc động cơ nào can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nghị sĩ Nhật Bản Munio Suzuki, người từng đến Nga vào cuối tháng 7 cho biết, Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Ông nói, Trước hết, Nhật Bản là quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là lý do tại sao Nhật Bản có thể đứng ra làm trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tận dụng vị thế này. Ông Suzuki cho rằng chính phủ Nhật Bản cũng nên đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và xây dựng hòa bình. Về vấn đề này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, không phải G7. Ông nói, khi G7 xuất hiện, nhóm này chiếm tới 80% nền kinh tế toàn cầu, trong khi hiện tại, con số này chỉ ở mức 40%. Ngược lại, G20, ngoài G7 còn bao gồm các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, hiện chiếm 80% nền kinh tế toàn cầu. Trong số đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil từng đưa ra các sáng kiến ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng đó là những đề xuất thực tế Ông Suzuki đề xuất Nhật Bản nên dẫn đầu nỗ lực trên con đường hướng tới ngừng bắn và hòa bình. Đồng thời ông cho biết thêm rằng sau chuyến thăm Nga, ông dự định trình bày với một số đại diện của chính phủ Nhật Bản và phái đoàn của Thủ tướng Fumio Kishida về chuyến thăm cũng như các cuộc thảo luận giữa ông và các quan chức Nga. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Nhật Bản đã đề xuất hỗ trợ cho Ukraine nhưng chỉ giới hạn ở hỗ trợ phi quân sự do những hạn chế trong việc cung cấp vũ khí theo hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Nhật Bản đã viện trợ tài chính và các thiết bị phòng thủ phi chiến đấu như áo chống đạn, máy bay không người lái giám sát cho Kiev. Đồng thời cùng với các thành viên G7 và các quốc gia có cùng quan điểm lên án hành động của Moscow. Vào tháng 2 năm nay, Nhật Bản đã tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine ở Tokyo, cam kết viện trợ không hoàn lại 15,8 tỷ yên, tương đương với 100 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng điện và năng lượng cùng các dự án phục hồi khác. Tokyo và Kiev cũng đã ký 56 bản ghi nhớ hợp tác trong 7 lĩnh vực như nông nghiệp và số hóa. Mới đây, Ba Lan và Mỹ đã ký hợp đồng sản xuất bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây là một phần then chốt trong giai đoạn 2 của chương trình Wisla nhằm xây dựng hệ thống phòng không tầm trung hiện đại cho Ba Lan. Lễ ký kết diễn ra tại căn cứ lữ đoàn tên lửa phòng không Váksavava ở Sochaczew, tỉnh Mazoviecki hai bên tham gia ký kết là tập đoàn Huta Stalova Vola PGZ, HSVK, PGZ của Ba Lan và Raytheon của Mỹ. Theo thỏa thuận trị giá 1,23 tỷ đô la Mỹ, HSVK, PGZ sẽ sản xuất 48 bệ phóng M903 cho hệ thống Patriot. Số bệ phóng này sẽ được trang bị cho 6 khẩu đội Patriot mới, dự kiến bàn giao cho quân đội Ba Lan hai khẩu đội từ năm 2026 đến năm 2029. Ngoài bệ phóng, các công ty thuộc HSVK, PGZ cũng đảm nhận sản xuất nhiều thành phần khác của hệ thống Patriot, bao gồm thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển và các bộ phận của radar. Chương trình Wisla đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ đa tầng của Ba Lan. Hệ thống này bao gồm 3 lớp, lớp cao nhất là Patriot với tầm bắn lên tới 150 km, lớp thứ hai là hệ thống Narep tầm ngắn hiệu quả đến 25 km và lớp thấp nhất là Pelika và Pelika Cộng để đối phó với các mối đe dọa ở khoảng cách vài km. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Kosiniak Kamis nhấn mạnh an ninh là vấn đề ưu tiên và an ninh của mọi người dân Ba Lan cần được đảm bảo. Hợp đồng được ký kết là một thành tựu to lớn bởi nó sẽ góp phần tăng cường an ninh cho Ba Lan. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski cho rằng hợp đồng được ký kết là minh chứng về lòng tin sâu sắc của Mỹ đối với Ba Lan cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia đồng thời thể hiện cam kết vững chắc của hai nước trong việc cùng nhau sản xuất và triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại ở sườn phía đông của NATO. Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được đưa vào biên chế từ năm 1981. Biến thể mới nhất của Patriot có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các nước thành viên NATO ở Đông Âu như Ba Lan đang tăng cường năng lực quốc phòng kể từ sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo truyền thông Ba Lan, trong những ngày tới, Mỹ và Ba Lan dự kiến sẽ ký một thỏa thuận mới về việc mua 96 trực thăng chiến đấu AH-64E Apache do Mỹ sản xuất với tổng giá trị hơn 9 tỷ đô la Mỹ để thay thế cho các trực thăng Mi-24 hiện vẫn trong biên chế của lực lượng không quân Ba Lan.